Bố Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 11 tháng 2 năm 2018, bố Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị chiếc kệ TV bằng gỗ hương đỏ của Lào. Toàn bộ cánh được đục chạm thủ công, kinh bong mối móc, cánh dày 3 phân. Và bộ sản phẩm này đã có chủ nhân với anh Trung, anh ở Sầm Sơn Thanh Hóa. Đây, ngoài bộ chiếc kệ TV ra thì anh còn một bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê cột 12 gồm có 6 món hàng VIP. Toàn bộ ván 2 phân, khuôn mặt 4 phân, hàng cửa khủng luôn. Quay đầu luôn đấy. Xong rồi để tính. Đây là kia quay đầu. Chúng ta xem quay tại cơ sở 1 của Thành Luân. Và đây trên mình quý vị đang thấy đây là anh Trung. Anh hôm nay anh về trực tiếp nghiệm thu cái phần cuối cùng và chuẩn bị chúng tôi là bốc hàng lên xe đi bàn giao cho gia đình nhà anh. Rất chi là đẹp. Đốt cái gì khét thế bố nhỉ? Đây là chiếc kệ TV 2m37. Toàn bộ 4 cánh nên là dày 3 phân đục tay và chúng tôi là làm 3 ngăn kéo. Rất đẹp. Cánh chúng tôi là đục kinh bông. Chân đục bông hồng. Mề 26 tháng chạp năm 2017. Rất chỉ là bận rộn. Đây bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê Trung đang đứng bên cạnh sản phẩm của mình. Anh kéo cho em cái kệ lùi vài tí để cho xem đi. Từ từ xem. Rồi. Đặt ra rồi chuẩn bị bốc hàng ở bên đường. Thế nên ra bốc hàng cho anh này. Mình nhá. Chị Biên ơi. Lên hàng cho cái. Đợi em tí em gọi anh vào. Bây giờ tôi sẽ đưa hàng lên xe đi bàn giao cho khách hàng ở thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ở thành phố biển Sầm Sơn. Của bàn ghế Minh Quốc Nghê cột 12 gồm có 6 món hàng siêu VIP luôn. Cực kỳ là dày dặn. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Và thay mặt đồ gỗ Thành Luân thì cũng xin kính chúc gia đình nhà anh Trung có một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Và trên mình quý vị đang thấy đây là anh Trung, anh đã về trực tiếp nhiệm vụ phần cuối cùng. Tôi sẽ bàn giao. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào mọi người.